Tối ngày 23 tháng 3, tại Chùa Trung Tiết, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Đông Triều phối hợp với Tạp chí Lao động và Xã hội, Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Văn hóa Việt Nam tổ chức chương trình Du Xuân Đón Lộc với tên gọi Miếng Di sản Văn hóa Nhà Trần. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Đông Triều, Trưởng Ban tổ chức chương trình, Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8, đồng chí Đặng Đình Thắng, Thị ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ thị xã, đồng chí Đỗ Thị Hà, Thị ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã, đồng chí Phạm Xuân Hoàn, Trưởng ban Quản lý khu di tích Nhà Trần, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của thị xã, lãnh đạo một số xã phường cùng các chư tôn đức tăng ni, chư vị quan khách, các Phật tử gần xa và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Tại chương trình, các đại biểu đã được thưởng thức những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, dàn dựng công phu, mang chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, mảnh đất và con người Quảng Ninh, Đông Triều. Đồng thời, được giới thiệu về di tích văn hóa khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà Trần. Với Nhà Trần, Đông Triều không chỉ là quê gốc mà còn là trung tâm văn hóa tâm linh tiêu biểu và đặc sắc, để lại cho thế hệ hôm nay quần thể di tích kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng linh thiêng, mang đậm giá trị lịch sử nghệ thuật và kỳ bí, qua đó góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc, giới thiệu quảng bá vẻ đẹp, hình ảnh của thiên nhiên và con người cũng như các giá trị văn hóa của Triều Trần, tạo điều kiện để nhân dân và Phật tử trong và ngoài nước đến tham quan và chiêm bái. Cũng tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa như nghi lễ cầu quốc thái dân an, thả đèn hoa đăng. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 150 suất quà, mỗi suất trị giá 800.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tặng bảng vàng công đức cho một số Phật tử hành hương. Trong khuôn khổ chương trình, cùng ngày, các đại biểu đã dâng hương và du xuân tham quan tại đền An Sinh, chùa Quỳnh Lâm, Lăng Tư Phúc, Lăng Thái Sơn, Thái Miếu, đền Bà Lê Chân, tham dự tiết trồng cây lưu niệm tại chùa Trung Tiết. Chương trình Miền Di sản Văn hóa Nhà Trần là sự kiện mang ý nghĩa tâm linh nhân văn sâu sắc, là dịp để tìm hiểu thêm về bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa Nhà Trần tại Đông Triều nói riêng. Cũng là dịp để các Phật tử, danh nhân hội tụ tri ân công đức của Đức Phật Hoàng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, những triết lý sống của thế hệ cha ông đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.